quá nhiều ốp điện thoại với kiểu dáng khác nhau. Chọn một cái thôi mà khó quá. Chơi game nhiều là mình đói quá đi. Thật may là lúc nào mình cũng có chiếc tủ lạnh bên cạnh. Vẽ từng ngăn tủ lạnh lên chiếc ốp điện thoại. Dán hình dáng đồ ăn lên nha. Thêm cánh cửa bằng nhựa. Dùng giấy xốp để cố định cánh cửa vào chiếc ốp. Coca nè, tuyệt quá. Mình lại tiếp tục chơi thôi. Gì thế này, gần 6 giờ rồi. Mình không được ăn gì sau 6 giờ tối hết. Phải tránh xa chiếc tủ lạnh mini này ra mới được. Không, tuyệt đối không được. Không được động vào điện thoại nữa. Mình phải ăn kiêng. Alice, sao cậu không nghe máy? Mình không thể nghe được. Giờ này mình không được ăn uống gì cả. Xin lỗi nha. Alice đói đến mức không tài nào ngủ nổi. Tủ lạnh, đồ ăn. Mình có thể chơi một chút. Dù sao mình cũng ngủ dậy rồi mà. Nancy và Amanda đều rất thích đồ ăn nhanh. Hai cô nàng lại ăn burger nữa rồi kìa. Đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe. Nhưng ăn một chút thì không sao đâu ha. Làm một chiếc bánh burger từ bột fondant nào. Thêm một ít khoai tây chiên. Cắt chiếc đũa thành một đoạn nhỏ và gắn vào ốp điện thoại để làm thành chiếc khay. Dùng sơn acrylic sơn phủ lên. Dán hình trang trí nữa. Ngon quá đi. Cô Messi kìa, giấu chiếc bánh ngay đi. May quá. Alice, không được ăn đồ ăn nhanh trong lớp. Ăn táo này đi nè. Táo sao? Nancy, Amanda làm tốt lắm. Ồ, cô Messi đi rồi. Lấy chiếc bánh ra nào. Mình cần lưu lại đoạn này. Camera của mình bị sao vậy? Bị bụi rồi. Phải lao đi mới được. Là đồ chơi symbol dimbol sao? Hay quá. Sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu làm bài kiểm tra nha. Ừ không. Mình có chiếc ốp điện thoại hoàn hảo cho những tình huống thế này nè. Đặt miếng giấy ghi đáp án vào bên trong chiếc ốp. Dùng bút 3D để vẽ theo lên mặt ốp nha. Tất cả đáp án đều ở đây. Mình chỉ cần chép vào là được. Em làm gì đó? Quay cóp sao? Ừ không. Nộp ra ngay đây. Dưới ngăn bàn á. Không được quay cóp nữa. Hết giờ làm bài. Thật may vì có đáp án ở đây. Mình có thể chấm bài thật dễ dàng. Lại là môn địa lý. Có vẻ không thú vị cho lắm. Nancy, em có nghe cô giảng không vậy? Em xin lỗi cô Messi. Có ai còn nhớ biển chết nằm ở đâu không nào? Chiếc ốp đồ chơi Pop X. Mình vẫn có thể vừa chơi và nghe giảng. Nancy. Wow, là miếng Pop X nè. Cho mình chơi cùng với. Các em lại chơi trong giờ đó hả? Là Pop X sao? Cho cô chơi với. Andy đang đợi một cô gái. Cô nàng đến muộn. Nhưng sao không nhắn cho mình một tin ta? Cô nàng sẽ không đến đâu. Chúc may mắn. Không trả lời. Mình tốn nhiều công sức chọn hoa lắm đó. Đủ rồi, mình đi đây. Tội nghiệp anh chàng. Nhưng hoa vẫn còn dùng được. Mình được người lạ tặng hoa nè. Gửi. Gì thế này? Mình cũng phải có ảnh đẹp để khoe. Phủ sơn acrylic màu xanh lên chiếc ốp điện thoại sao cho giống màu của đại dương nha. Lấy đất sét làm một chiếc ván lướt sóng. Quay trong lò vi sóng cho cứng lại.
trang trí thêm theo phong cách Hawaii rồi gắn nó vào chiếc ốp. Mình đang ở Maldives nè. Gửi. Gì thế này? Cô nàng đi Maldives bao giờ vậy? Xin chào. Không phải cậu đang ở đó sao? Chỉ là đùa chút thôi mà. Đi thôi. Ừ, cô Macy. Chào hai đứa. Không có gì đâu. Nancy đâu rồi ta? Chịu thôi. Hình như cô nàng đã quên ảnh ở đây nè. Mặt cô nàng lóa hết cả ảnh rồi nè. Ai chụp dở quá ha. Chào mọi người. Thì ra không phải do thợ chụp ảnh. Ồ, mình biết rồi. Phải thêm hai like mới được. Dùng súng bắn keo gắn hộp phấn hai like lên ốp điện thoại. Đỡ hơn rồi đó. Ảnh của mình. Cảm ơn nha. Chúng ta có nên nói với cô nàng không? Không cần đâu. Salad với bánh mì. Chán quá đi. Sô-cô-la kìa. Nhìn ngon quá. Tommy, cho mình xin một miếng được không? Đi mà. Ok, nhưng còn phải hôn mình một cái. Không thành vấn đề. Đi. Hôn đi. Đợi chút nha. Cái gì vậy? Là ốp điện thoại yêu thích của mình đó. Dùng đất sét nhẹ nặng thành từng chiếc răng. Gắn răng vào môi vào chiếc điện thoại nha. Sơn màu chiếc ốp. Cả đôi môi đỏ nữa. Thêm cọng rau mắt vào răng nào. Ghê quá. Ngon quá đi. Đây là kết quả bài kiểm tra của các em. Yeah, mình được điểm A cộng nè. Sao điểm của mình lại thấp như thế này? Mình giỏi quá. Cô Macy, em hỏi một chút được không ạ? Tất nhiên rồi Stacy. Có cách nào để điểm của em cao hơn được nữa không? Nhưng em đạt điểm tuyệt đối rồi mà. Trong khi Stacy đang bận rộn, mình sẽ làm cái này một chút. Dùng đất sét polymer làm thành hình một em minion. Cho vào lò nước. Làm thêm một cái lau nhà bằng gôm nha. Gắn minion và cái lau nhà vào chiếc ốp. Đúng là cái đồ ra vẻ biết tướng. Cho biết mặt nè. Điểm F sao? Không thể nào. Cô Macy. Ai sửa điểm thế này? Ai? Andy? Không phải. Amanda? Tất nhiên rồi. Amanda gặp rắc rối rồi. Cô nàng bị phạt tẩy hết những cuốn sách bị vẽ bậy này. Đúng như mình nói. Bộ phim của mình bắt đầu rồi. Phim gì vậy ta? Xem nào. Không nhìn thấy gì cả. Chúng ta cần kính 3D. Rõ hơn rồi chứ. Gắn kính 3D vào chiếc ốp. Thêm một hình miệng cười thật lớn. Không được quay phim trong rạp. Đây là kính của mình thôi mà. Xin lỗi. Chúc xem phim vui vẻ. Đến đâu rồi ta? Cô Macy, em làm như thế này đã đúng chưa? Cô Macy không chú ý đã tưới nước cả cho điện thoại của em đi. Cô Macy, nhìn nè. Điện thoại của em có màu cỏ xanh luôn nè. Để cô dọn cỏ giúp em. Đến lúc dọn cỏ rồi. Dán cỏ giả lên trên ốp điện thoại. Woohoo, còn nở cả hoa nữa nè. Tặng cho cô đấy. Mình có khu vườn riêng của mình luôn. Tuyệt cú mèo. Cậu đi dạ hội cùng mình nha. Dạ hội? Cậu định mặc gì đi? Hỏi hay lắm. Mình nên mặc gì? Áo vest và cà vạt. Chỉ cần căng đúng góc chụp là được.
vẽ nét lên trên miếng vải, rồi cắt ra, xếp và dán lại thành hình bộ vest lên trên chiếc ốp. Xong rồi, mình có bộ vest mới này, gửi. Wow. Wow. Mình muốn chiếc váy này ngay lập tức. Cậu ấy đâu rồi ta? Gì thế này? Andy, bộ vest của cậu đâu? Thôi nào, chỉ là chiếc ốp điện thoại thôi mà. Vậy thì đi mà đem nó dự dạ hội luôn đi. Các bạn thích video hôm nay không nào? Bạn thích chiếc ốp điện thoại nào nhất? Chia sẻ với tụi mình ở phần bình luận nha. Và đừng quên like video này, đăng ký kênh của bọn mình và nhận chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị nào từ kênh Trum Trum nha.